Xin chào anh em. Như anh em đã biết thì với iPhone mà bị dính iCloud thì chúng ta chỉ còn cách là thay phần cứng. Với những cái máy mà phải thay phần cứng thì chúng ta còn phụ thuộc vào đời của máy. Các cái dòng máy nó là màu đen, màu trắng hay là đời như là iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, 6S, 6S Plus. Đấy thì tùy, kể cả iPhone 7. Thì với những cái dòng máy mà model thấp thì giá trị của máy nó cũng thấp, thì cái việc thay iCloud cũng gần như là nó gần bằng cái chi phí mà các bạn có thể mua một cái máy cũ mà còn là nguyên bản. Thì các bạn và anh em cần lưu ý với những cái máy iPhone 5, 4S mà anh em đã bị dính iCloud ấy, thì theo mình thì anh em cần cân nhắc cái việc là chúng ta có nên thay iCloud, thay xử lý iCloud hay không. Tại vì là khi xử lý iCloud thì chúng ta sẽ bắt buộc phải xử lý ở trên phần cứng. Có nghĩa là gì? Khi xử lý iCloud ở trên phần cứng là chúng ta phải thay, gọi là thay cặp. Thay cặp thì ở đây nó sẽ quản lý hết tất cả các phần thông tin của máy. Bởi vì iCloud là được Apple xử lý và cho nó gắn ở trên một cái con chip, gần như là cái con chip sâu nhất ở trong hệ thống của cái main ở trên máy. Vì vậy là bắt buộc chúng ta sẽ phải thay cái con chip quan trọng nhất, người ta hay còn gọi là thay cặp ấy. Thì ví dụ như cái chiếc điện thoại iPhone 6S, đây là iPhone 6 Plus. Với cái iPhone 6 Plus phiên bản màu vàng này với dung lượng là 16GB thì đang có giá từ khoảng 7 triệu đến 8 triệu là máy cũ, hàng line new. Tùy theo hình thức và tùy theo cái độ nguyên bản nguyên zin của máy thì mỗi nơi người ta sẽ bán giá khác nhau. Thế thì với cái việc mà thay thế xử lý cái iCloud cho cái model iPhone 6 Plus này, nó rơi vào 3,5 triệu cho một cái máy mà cần phải xử lý iCloud. Với những cái dòng máy đời cao như này hoặc là cái giá trị cao như này thì việc thay iCloud nó tính theo cái giá trị của máy thì nó chiếm khoảng 30% giá trị của máy. Thế còn với những dòng máy như iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S thì cái chi phí của nó gần như chiếm khoảng 60-70%, thậm chí là 80-90% về cái giá trị của máy. Thì hôm nay mình quay video gửi tới anh em để anh em nắm được về cái việc xử lý iCloud và cái thông tin về cái việc nếu mà anh em cần phải bị quên, chẳng may bị quên iCloud hoặc là mình nhặt được một cái máy nào đó mà cần là xử lý iCloud thì anh em có thể liên hệ với shop để mình sẽ tư vấn cho anh em. Bởi vì là với mỗi một dòng máy thì chúng ta sẽ có một cái giá cụ thể. Thì cả như là máy màu trắng thì chúng ta sẽ cần phải có một cục con chip của một cái máy màu trắng để thay vào đó. Máy màu vàng thì chúng ta sẽ cần một cái con chip của máy màu vàng để chúng ta thay thế vào. Rồi những cái phần quản lý bên trong con chip đó, ví dụ như có những con chip nó quản lý được cái phần cảm biến vân tay, hoặc là có con chip thì không quản lý được phần cảm biến vân tay. Ví dụ như con máy này là bên shop vừa mới xử lý iCloud xong, nhưng mà cái con chip của nó thì không quản lý được phần vân tay, nên là cái máy này sẽ không sử dụng được vân tay nữa. Thế còn với cái máy mà với cái con chip mà thay thế mà xử lý, sau khi xử lý xong máy hoạt động bình thường, tính năng bình thường, thì giá của mỗi cái dịch vụ thay thế đó nó cũng sẽ biến động. Ví dụ như là với cái máy mà khi mà xử lý full ấy, hoạt động được cả vân tay thì nó rơi tầm khoảng 4 triệu. Đấy, nó chiếm tầm khoảng 50-60% giá trị của máy rồi. Ok, hôm nay gửi tới anh em cái video này để anh em biết được là bên shop có những cái dịch vụ thay thế và sửa chữa, kể cả xử lý về iCloud. Với iPad thì mình sẽ nói thêm một chút về iPad thì nó sẽ rẻ hơn. Với những cái iPad mà Wi-Fi 4G ấy, thì khi mà xử lý iCloud thì chúng ta chỉ việc là nhấc một cái con chip ở trên main ra. Con chip đó nó quản lý về cái phần iCloud ở trên main, thế nó xử lý cái phần, chúng ta xử lý phần đó thì chi phí nó lại rất là rẻ. Nó chỉ hết khoảng 5, với cái chi phí đó thì nó sẽ hết 500.000. Và sau khi xử lý iCloud của iPad, tất cả các dòng iPad
đến thời điểm hiện tại này thì sau khi xử lý xong thì sẽ chúng ta sẽ không sử dụng được cái tính năng 3G, 4G nữa, mà chúng ta chỉ sử dụng được Wi-Fi thôi. Như vậy thì thông tin tới anh em để anh em nắm được. Thế còn với những cái dòng iPad mà bị iCloud, mà là dòng máy iPad có chỉ sử dụng Wi-Fi không, thì cái chi phí lại đắt hơn, bởi vì là cái phần iPad đó, những cái con iPad đó lại phải chúng ta lại phải xử lý chip ở trên bên, chúng ta sẽ phải thay một con chip khác, thì chi phí nó rơi dao động tầm khoảng từ 900.000 đến khoảng 2 triệu thì tùy từng người máy. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, nhớ like, chia sẻ cho mọi người. Xin chào.